Nữ tướng duy nhất xuất hiện trong tập 33 của Gacha, cô ta mang trên mình Vision Driver và chuyển hóa thành Commander Claire. Không phải Claire True như Beruba, nhưng hình dạng cũng tương tự như thế. Với đặc điểm và sức mạnh của Claire, trong series Counter Kiss, Claire được chuyển hóa từ Game Master Zero Re, một người nghiêm túc với Design Bandwidth muốn nó được duy trì và thực hiện một cách hết sức công bằng. Mỗi bí mật của Design Bandwidth đều phải được bảo mật tuyệt đối, không ai được biết bất kỳ bí mật cũng như nguyên tắc hoạt động của trò chơi, bao gồm cả người giỏi nhất. Để tìm ra được mẹ mình, Ace, nhân vật chính, đã vi phạm vào điều luật này của Zero Re và buộc ông ta phải trừ khử anh. Tham chiến mặc dù chuyện này là không cần thiết và cũng không nên khi ông ta bản chất là Game Master. Ông ta đã chuyển hóa hình dạng Claire tham chiến cùng với Banzak, người lúc này đang bảo vệ Ace vì anh ấy chưa lấy lại được Design Driver của bản thân. Claire được tạo hình là một Rider đến từ tương lai với tông màu đen chủ đạo, kèm với đó là đỏ và tím Metallic. Gương mặt của anh ta như một tấm kính tròn chẳng ngang, chỉ là một rãnh đỏ giống như đôi mắt của Rider. Tạo hình của Claire ngoài bộ giáp còn có những bộ phận rất giống nhau trên phần ngực, hai vai và cũng như đầu gối cô nấy. Với sức chiến đấu cũng như chỉ số, Claire vượt trội hoàn toàn so với những Rider khác trong thế giới của Design Bandwidth. Dễ dàng nhất bổng cũng như đánh bay một Rider là Banzak. Ông ta có thể điều khiển những vật thể gọi là Hydro Ray tấn công kẻ thù bằng khả năng bắn laser của nó. Đặc trưng nhất của Claire so với hai Rider khác là Gazer cũng như Claire 2 chính là khả năng thống trị. Ông ta có thể tận dụng những Hydro Ray này thay thế vị trí gương mặt của những Rider khác nhằm điều khiển họ. Sau khi thoát khỏi trạng thái biến hình, việc điều khiển này vẫn được duy trì. Với tất cả những bộ phận trên cơ thể, Claire có thể điều khiển tối đa 5 Rider. Khả năng này cực kỳ bá đạo, vì nó cưỡng ép và khống chế hoàn toàn người chơi, cho dù họ có đồng ý hay không. Đòn tất sát của người sở hữu Vision Driver, Game Master với tên gọi cực kỳ kiêu ngạo, Delete xóa sổ tất cả, hất văng kẻ thù lên không trung. Trước khi chúng rớt xuống, anh ta sẽ tung một cú Rider Kick cực mạnh để hất văng kẻ thù đi xa. Đòn tấn công thứ hai, Claire sẽ dùng hai chiếc Hydro Ray bao quanh nắm đấm của mình để tạo nên cú đấm từ trường cực kỳ mạnh.